Hello, xin chào tất cả mọi người. Công ty tôi mất điện, các bạn ạ, sáng ra đã mất điện rồi. Nói thì tôi ra ngoài này quay vlog là hợp lý. Ơi, cái gọi là cái club hay club gì ông cho em mượn cái. Club đâu. Để em diễn cảnh gì? Đến diễn cảnh gì? Các anh bạn nào nhảy rồi đấy? Mất điện. Đang bảo một điều tra. Nó là đeo tất các bạn ạ. Ông này đeo tất. Đấy, chảy mới chết lệ. Hả? À? Thế giờ mới đấy, không có một vết bẩn nào luôn. Kinh thật đấy. Hồng quay gân mặt rất là đẹp mà. Rõ ràng là tất nó đi, nó bị bề cả chân ra chị ạ. Em nó xong nó hỏi là mày nhìn tao giống đi tất không? Mà rõ ràng là cái tất nó lù lù đấy, cảm giác ngón chân nó hỏi em là mày đi tất không? Có nghĩa là ý là nó không muốn người ta biết là nó đeo tất. Phải, em đang đố như thế này, em người ta tất hay không? Thì rõ ràng lù lù có tất mà. Nó cứ nghĩ tất nó xịn lắm. Không, tao nhìn thấy phát tao đã quay vlog, tao bảo là con này đeo tất. Chết rồi, hỏng túi rồi. Ôm người mà cái hành hiệu này, túi này rất đặc biệt này, mấy chục nghìn cái túi này, bao tiền này đã, không anh hỏi bao tiền cái túi làm chỉnh này, chỉnh chắc 17.000 mấy, một phong cách rất là ấn tượng, rất là đơn giản. Chúng tôi bắt đầu di chuyển đây, chúng tôi quay phim du ký. Mất điện. Ấy à, anh em hôm nay đoạt kết ý, yêu thương nhau thế nè. Cho đi nhờ à? Hôm nay cho đi nhờ không chửi à? Trước ngồi xe là nó đuổi ác không các bạn ạ? Ngồi xe nó đuổi ác, thế hôm nay thấy cho đi nhờ. Hết rồi, diễn viên đi hết rồi các bạn ạ. Công ty mất điện rồi tụi ông. Hôm nào nó không vút keo thì đầu nó sẽ như một cái tổ quả các bạn ơi. Gọi anh Hải, gọi anh Hải, công văn con bắt gọi anh Hải. Nó đâu rồi, đâu rồi, nó điều. Quả hippie đâu rồi, à lại quay về à. Mấy anh em là có gì nhất, rất nháy nhủ, rất thì thầm nhá. Mắt sáng này đâu ra, ông đã vừa bật. À anh, ông Đại thua mắt sáng. Đùa rồi, anh không làm gương cho các con anh thì cả anh Đại à, anh nếu chúng nó học con nó nhảy của mình nhiều. Muốn sống lòng người tốt. Ê cung cục đấy trời, đi rất là nhanh nhá ấy trời, lướt qua như không có chuyện gì. Nó quanh quẩn ở đây các bạn, nó quanh quẩn ở đây, tôi tưởng nó đi đâu, nó cứ quanh xong tự nhiên cua phát thấy thêm một đứa nữa. Không sao, vẫn là hiếu sinh. Một quả hippie. Chị nhanh vừa bán xôi à? Hello, xin chào mọi người. Tôi ra đây tôi quay vlog cho các bạn xem. Ý, ngoài này nóng phết. Sắp nghỉ lễ. À, ôi trời ơi, à, vẫn ôi trời ơi, à, tôi được rồi, tôi quay anh Tuấn rồi. Sẽ cho được nhớ vào. Cho được nhớ vào điểm mù. Đấy. Cứ tự nhiên ạ. Là gọi vợ đâu ấy. Lô ghi cho em con lô nhá, ghi em 1.000 điểm lô nhá. Quay vlog này là không dám đọc điểm lô rồi. Nhưng mà xe kia không biết người đâu. Đâu Nhung đâu? Không biết. Đi chợ rồi á? Trên tầng. Ở trên tầng. Xem quần áo để review. À, tí xuống đây rồi gì? Tại sao em review em nhiều ấy? Không. Thì mày san bớt từ đứa khác. Chúng nó không nhận. Anh em sống kiểu gì để review nhiều, bây giờ sao nó không nhận thì học thuộc đi. Không ai nhận cả. Đấy, rảnh đi ngồi học thuộc đi. À, trời ơi. Cái gì? Thế đi làm mấy năm rồi vẫn sợ review các bạn ạ? Không sợ. Không sợ. Thế không sợ kêu gì? À, không sợ kêu gì, ngán thôi đúng không? Không ngán. Mặc dù có hay líu thật thế nhưng mà không sợ, nhưng mà... Thế thì đừng kêu. Hai câu dài quá. Chúng tôi đang chuẩn bị di chuyển để đi review. Đấy, đây là Bồ Đại. Học đấy. Cái vàng vàng cái là cái review ấy các bạn. Chúng ta sẽ mua những buổi chiều. Nhất là tầm lúc này nha, cái tầm này em thà líu chắc luôn. Đừng cho, đừng uống bò húc nhá.
Uống bò húc vào là dính thôi rồi. Thằng này đâu uống bò húc thì nó líu, còn con ve nó uống bò húc thì bắt đầu nó ngáo, nó cười như một con rồ. Tôi lên trên kia xem. Đây. Xinh mà. Em mới bị bôi cái cay. Bôi cái cay à? Vâng, bôi son mà, xinh mà. Môi em xinh. Vào đi. Sao lại sưng? Bôi để ăn cay cay quá ấy. À, ăn mì cay xong bôi đỏ. Vẫn xinh nhỉ các bạn nhỉ, vẫn xinh lắm. Xinh thế nhỉ, bỏ tay ra. Bỏ tay ra xem nào. Xem tôi làm gì đâu, tôi bỏ tay ra thế nào. Xem tí. Xinh, các bạn cần thấy sự đáng yêu này. Nào. Đâu soi gương cái này là. Bỏ úp quà, mình là người đến sao? Không xem nào, xem son một tí, đằng nào lên phim các bạn chả thấy. Đằng nào lên phim các bạn chả thấy. Đấy là son chứ, chả thấy gì. Không thấy gì đâu, thầy không thấy gì. Nhưng ngon không? Ngon đét. Ngon đét rồi, đít kiểu, đít rồi. Thề người thì bé, mông to vãi. Đây là công việc của những người cực chạch chỗi. Không chị ạ, em cũng không rảnh rỗi lắm đấy, em phải thức cả một buổi trưa để lắp đấy. Chị Hoa đưa cho em một hộp đâu ấy nhỉ? Lắp hộp chị Hoa à? Không, con này là của em, còn con của chị Hoa con màu hồng cơ. Nhưng mà cái hộp đấy đâu rồi ấy? Đúng rồi. Ơi, xong thì đây. Hộp sau cái gương tao nhìn thấy rồi. Vẫn rất trình. Chị Hoa bảo cho nó lắp. Không, con to đùng như thế này cơ, còn đây chỉ là con bé thôi. Lắp hộp chị Hoa kìa. Chị Hoa to đấy. Ui. Đấy, con đấy to, con đấy đẹp hơn. Công việc của những người thực sự rảnh rỗi các bạn ạ. Tôi xin quỳ với cái trò đấy luôn. Ý, bác Hải. Đây, cánh cửa phòng này đã mở ra. Ấy, style. Rất là xinh gái. Xinh như là ai đang mặc áo kìa. Ngọc Anh à? Anh này nó quay cái gì nhỉ? Quay trong chưa? Em quay trong rồi. Thật là gầy, 38 cân à em? Em á, em 46 cân chị ạ. Em là được tận 46 cân? Vâng. Nhìn em là tận 46 cân nhỉ? Mới vào đây là em 42, 43. Ấy, ai vào đây cũng tăng cân cơ bạn ạ, mà nó mới vào 3 tháng à? 3 tháng. Mới vào 3 tháng tăng 3 cân. Trừ nhung. Trừ nhung à? Thế mày đẻ thì mày tăng bao nhiêu cân mà mày bảo trừ mày ra đấy, không phải là tăng à? Đấy là em đẻ, em phải tăng chứ. Em phải tăng cho mình coi. Đi review đấy. Vẫn rất là xinh, ra ngoài vẫn lừa người tốt lắm. Mặc quần áo xinh đẹp và chồng vẫn lừa mà ác lắm, thế được rồi.